Chương 3. Nhận xét về động từ tiếng Việt. Động từ theo định nghĩa là từ hay cụm từ đi sau chủ từ để tạo thành một câu đơn giản. Nó khóc. Khóc là động từ. Nó ca hát. Ca hát là động từ. Nó giết người. Giết người là động từ VB. VB bằng V cộng N. Nó nhiệt liệt ủng hộ lập trường của tôi. Thì nhiệt liệt ủng hộ là động từ VB. Lập trường của tôi là NB. Nhận xét, động từ có chủ ngữ ẩn là động từ không có chủ ngữ đi trước, nhưng người ta dễ nhận biết cái gì hay ai là chủ ngữ của nó. Chúng ta có thể chia ra hai trường hợp. Trường hợp A, Văn nói, trong đối thoại trực tiếp, có nhiều trường hợp sử dụng động từ không có chủ ngữ, nhưng nhờ ngôn cảnh chúng ta biết chủ ngữ đó là ai, cái gì. Ví dụ 1, sao không gặp nó trước? Trong một ngôn cảnh, câu hỏi trên có thể là sao anh hay cô đã không gặp nó trước? Why didn't you meet him first? Trong một ngôn cảnh khác có thể hiểu là tại sao chúng ta không đi gặp nó trước? Why don't we meet him first? Ví dụ 2, đi đi. Đó là lệnh, sai khiến người đối diện go away. Ví dụ 3, thôi đừng khóc nữa. Stop crying, please. Trường hợp B, Văn viết và Văn nói. Động từ có chủ ngữ ẩn thường đi trước câu hay sau câu. Chủ ngữ ẩn của nó cũng chính là chủ ngữ chính S của câu. Ví dụ 1. Làm xong anh đến bồn nước rửa tay. Having finished, he went to the basin to wash his hands. Ví dụ 2. Thấy bà ấy, tên trộm bỏ chạy, để lại một con dao. Seeing her, the thief ran away, leaving behind a knife. Ví dụ 3. Thấy tên trộm, bà bỏ chạy ra khỏi phòng, cuống quýt, hô hoáng. Seeing the thief, she ran out of the room and frantically cried for help. Hoặc, seeing the thief, she ran out of the room, frantically crying for help. Một La Mã, trạng từ hàm ngụ trong cụm động từ gồm 3 hay 4 từ. Xét các động từ trong các câu sau. Cô nâng niu chăm sóc chồng. Cô là chủ ngữ S. Nâng niu chăm sóc là động từ VP. Chồng là Objective. Họ nhiệt tình ủng hộ cuộc vận động chống tham nhũng. Họ là chủ ngữ S. Nhiệt tình ủng hộ là động từ VP. Cuộc vận động chống tham nhũng là Objective. Cô bông đùa véo mũi anh ấy. Cô là chủ ngữ S. Bông đùa véo là động từ VP. Mũi anh ấy là Objective. Trong nâng niu chăm sóc, nâng niu có chứa nghĩa của trạng từ bổ nghĩa chăm sóc. Trong nhiệt tình ủng hộ, nhiệt tình có tính chất trạng ngữ bổ nghĩa cho ủng hộ. Cũng vậy, trong bông đùa véo, bông đùa cũng có tính chất của một trạng ngữ bổ nghĩa cho véo. Các từ chăm sóc, ủng hộ, véo là yếu tố chính của những động từ trên. Vì vậy, chúng ta có thể dịch các câu trên ra tiếng Anh như sau. She lovingly tended him. Hoặc she tenderly looked care of him. Hoặc they enthusiastically supported the anti-corruption campaign. She playfully pinched his nose. Nhận xét 1. Không phải các trạng ngữ luôn luôn đi đầu trong cụm từ gồm 3 4 từ. Ví dụ, họ tấn công tới tấp khắp nơi hoặc họ tới tấp tấn công khắp nơi. They attacked relentlessly everywhere. 2. Dầu vị trí của nó ở trước hay sau thì yếu tố chính hay cái lõi của cụm từ, động từ gồm 3 hay 4 từ thường là một từ chỉ hành động. Bài tập dịch ra tiếng Anh. 1. Họ kịch liệt phản đối đề nghị mới của chúng tôi. 2. Anh mừng rỡ la lên. Tôi đã thắng, tôi đã thắng. 3. Họ đồng thanh bầu ông ấy làm giám đốc công ty. 4. Rõ ràng trường có cái lề lối tiêu cực đó, nhưng chẳng ai trong ban lãnh đạo công khai thừa nhận. 5. Là thanh niên, chúng tôi nhiệt tình ủng hộ cuộc vận động chống tham nhũng. Hai La Mã, chữ bị trong nghĩa thụ động thực sự. Xét hai câu sau. Câu 1, nó bị té. Câu 2, nó bị bắn chết. Trong câu 1, bị té không có nghĩa thụ động thực sự bởi vì chính chủ ngữ gây ra hành động. Bị trong trường hợp này được dùng để chỉ một sự việc bất hạnh. Trong câu 2, chủ ngữ bị tác động bởi một hành động của kẻ khác
Vì vậy, bị bắn chết có nghĩa là thụ động thật sự. Trong tiếng Anh, có hai cấu trúc để diễn tả nghĩa thụ động thật sự. Be cộng past participle hoặc have cộng now cộng past participle. Ví dụ, he was assassinated. Ông ấy bị ám sát. He was promoted. Ông ấy được thăng cấp. He had his wallet stolen. Ông ấy bị người ta móc túi. If the thief were caught, they could have their hand cut off. Những tên trộm nếu bị bắt sẽ bị chặt tay. Để ý đến cấu trúc của cụm từ VP ở hai câu tiếng Việt sau cùng. Bị người ta móc túi. Móc túi, động từ VP, verb cộng adjective. Bị chặt tay. Chặt tay, động từ VP, verb cộng adjective. Chúng ta thấy sau mỗi động từ có một túc từ adjective. Cũng nên để ý trong các câu tiếng Anh tương ứng luôn luôn có một possessive adjective trước các noun làm adjective. His wallet, their hands. Nhận xét. Một, những ví dụ sau đây là những câu không có nghĩa thụ động thực sự. A, ông ấy bị ngã khuỵu xuống đất bằng ông ấy ngã. He collapsed to the floor. Chiếc tàu bị va vào đá bằng chiếc tàu va. The ship crashed against the rock. Chiếc tàu bị vỡ làm đôi bằng chiếc tàu vỡ. The ship broke in half. B. Ông ấy bị lao phổi, nói về bệnh. He suffers from tuberculosis. Ông ấy bị đau đầu, nói về bệnh. He has a headache. Hai chân của ông ấy bị đau, nói về đau nhức. His leg hurt badly. There were pains in his legs. 2. Cấu trúc have cộng now cộng past participle còn có nghĩa là nhờ người khác làm, chứ không chỉ có nghĩa là bị. He already had his bad tooth pulled out. Ông ấy đã đi nhổ cái răng hư, tức là nhờ nha sĩ. He has his hair cut twice a month. Mỗi tháng ông ấy đi hớt tóc 2 lần, tức là nhờ thợ hớt tóc. Bài tập 1 dịch ra tiếng Việt. Câu A. For Westerners who were kidnapped in Chechnya last year were starved, beaten and had their throats cut before they were decapitated. B. Students will have 10 points deducted if they are late for class or forget to bring the required school materials. Bài tập 2 dịch ra tiếng Anh. A. Sau tai nạn đó, người tài xế bị thu bằng lái. Chú ý, bị thu bằng lái. The driver's license were withdrawn. B. Vì ống nước bị vỡ, cả khu phố bị ngừng cung cấp nước trong một thời gian để sửa chữa. Chú ý, bị ngừng cung cấp nước. The water supply was suspended. C. Ông ấy bị tịch thu nhà cửa và bị tống giam. Chú ý, bị tịch thu nhà cửa. His house were confiscated. D. Chỉ những hành khách đáng nghi mới bị xét túi xách. Chú ý, mới bị xét túi xách. Their bags were examined. E. Ông vua bị bỏ tù một thời gian thì bị chặt đầu. Chú ý, thì bị chặt đầu. His head were cut off. Ba La Mã. Động từ ở thể thụ động cộng túc từ số lượng. Để ý đến hai câu thụ động sau. A. Anh ấy bị đánh đòn. B. Anh ấy bị đánh đòn 5 hiệu. Trong đoạn này, chúng ta nghiên cứu những câu có cấu trúc như câu B. Hai câu trên được dịch ra tiếng Anh. Câu A. He was canned. Câu B được dịch ra bằng hai cách. B1. He was given 5 strokes of the cane. Hoặc B2. He was canned 5 times. Vì câu B2 đôi khi dẫn đến những ngộ nhận vì ý nghĩa hàm hồ của nó có thể bị đánh 5 hèo mà cũng có thể bị đánh 5 lần. Nên câu B1 được coi là tốt hơn. Tuy vậy, câu sau đây nhất định không có nghĩa là lần. Tiếng Anh. He was shot in the chest 5 times. Tiếng Việt. Ông ấy bị bắn 5 phát vào ngực. Câu tiếng Anh trên cũng có thể viết He got or he received or he were given 5 shots in the chest. Để ý những cấu trúc song song trong tiếng Anh. Câu 1, tiếng Việt.
3 năm vừa rồi, anh ấy được thăng chức 2 lần. Tiếng Anh. He was promoted twice over the past 3 years. Hoặc he got 2 promotions over the past 3 years. Câu 2. Tiếng Việt. Anh ấy bị đâm 3 nhát vào bụng. Tiếng Anh. He was stabbed 3 times in the belly. Hoặc he got 3 stabs in the belly. Câu 3. Tiếng Việt. Anh ấy bị 3 vết thương ở dưới cằm. Tiếng Anh. He got or he suffered 3 injuries under the chin. Chỉ có một cách. Vì was injury 3 times có nghĩa khác. Câu 4. Tiếng Việt. Anh ấy bị tát vào mặt 3 tát. Tiếng Anh. He was slapped in the face 3 times. Hoặc he got 3 slaps in the face. 4 La Mã. Một số cấu trúc thụ động đặc biệt trong tiếng Anh. Cấu trúc 1. Is cộng past participle that. It's widely rumored that. Người ta đồn khắp nơi là, hoặc là có nhiều tin đồn là. It's generally thought that. Người ta thường nghĩ rằng. It's widely believed that. Người ta thường tin rằng. Người ta thường nghĩ rằng. Nhiều người tin rằng. It's generally assumed that. Người ta thường cho rằng. Với cấu trúc này, khi chuyển qua tiếng Việt nên dịch người ta cho thuận tai. Cũng nên biết rằng chủ ngữ chính là S của câu là that clause đi sau các cấu trúc thụ động đó. Ví dụ, it's generally believed or assumed or thought in the West that Asian women are treated like slaves by their husbands. Ở phương Tây, người ta thường tin rằng hoặc người ta thường cho rằng người ta thường nghĩ rằng phụ nữ châu Á bị chồng đối xử như nô lệ. Cấu trúc 2. He is said to cộng infinity. He is rumored to cộng infinity. He is glad to cộng infinity. He is said to cộng perfect infinity. He is rumored to cộng perfect infinity. He is glad to cộng perfect infinity. He is believed to cộng perfect infinity. He is reported to cộng perfect infinity. Ví dụ 1. The leader is rumored to be a critical condition. Người ta đồn vị lãnh đạo đang ở trong tình trạng nguy kịch. Ví dụ 2. This high-ranking official is said or glad rumor to have taken bribes. Người ta tố giác là, người ta đồn là viên chức cao cấp này đã nhận hối lộ. Cấu trúc 3. Someone, something is not to be cộng past participle. He is to be pitied. Ông ấy cần được thương hại. He is not to be blamed. Ông ấy không đáng trách. It's an opportunity not to be missed. Đó là một cơ hội không thể, không nên bỏ qua. Cấu trúc 4. Great importance is attached to cộng noun. More attention needs to pay to cộng noun. More emphasis should be made on cộng noun. Care must be taken to cộng verb. Khi chuyển sang tiếng Việt, nên dịch tùy theo từng trường hợp. 1. Cần phải, nên phải, vân vân. 2. Người ta cần phải, nên, vân vân. Nếu mạch văn không chỉ tới một đối tượng nào, ví dụ 1. More emphasis should be made or placed on the teaching of the spoken form of the language. Người ta nên nhấn mạnh nhiều hơn nữa vào việc giảng dạy ngôn ngữ nói. Cần đặt mạnh hơn nữa việc dạy ngôn ngữ nói. Ví dụ 2. Today, more emphasis is placed on the teaching of the spoken form than the written form of the language. Ngày nay, người ta đặt nặng việc dạy ngôn ngữ nói nhiều hơn là dạy ngôn ngữ viết. Bài tập 1 dịch ra tiếng Việt. It is commonly believed that women are more emotional than men, and also that they tend to be more timid and less physically aggressive, although much opposing evidence may be quoted. None is at all firmly based, and it can at least point out that in the most speed, it is the male who is more aggressive. B. Check
Baggage will be delivered to the bearer of the baggage check. In case of damage to baggage moving in international transportation, complaint must be made in writing to the carrier 4 weeks after discovery of the damage. In case of delay, complaint must be made within 21 days from the date the baggage were delivered. Nhận xét: rõ ràng đối tượng của đoạn văn này là hành khách. C. Whichever party is in power, houses will have to be built, bought, held, and lit. People will have to be clothed, fed, doctors, and buried. Children will have to be reared and educated. Taxis will have to be paid. Food will have to be grown and processed. The party approach to these basic aspects of being aligned can only be minimally different. D. In the past, it was taught, and to a certain extent still is, that only those who are emotionally unstable could be hypnotic. It was also believed that these people, when they regained their emotional stability, would no longer be hypnotizable. Such observations were based on only a few cases and failed to realize that when the patient was sick, her tended to be depressed. Câu E. Then special cans have a layer of golden color lacquer over the inside surface, which prevents the fruit from coming into contact with the tin itself. They may be used for own fruits and are essential for pupil or rest. Color fruits such as black currants and raspberries. Before use, the lacquer should be examined to make sure there are no scratch on its surface. Store empty cans upside down in a right place to prevent rusting and away from strong smells, such as swamps and onions, which may be picked up by the lacquer and subsequently taint the fruits. Cans should be rinsed in clean water before use, and any dents in the rim should be removed if good results are to be secured. After the cans have been rinsed, they should be inverted to grind, but should not be grind with a cloth as this may scratch the lacquer. Bài tập 2 dịch ra tiếng Anh. A. Các tác phẩm dự thi phải nộp trước ngày 8 tháng 5. B. Sau khi sửa xong, chén đĩa phải được lau khô bằng một cái khăn mềm và úp trên một cái giá. Place upside down. C. Vì sao phải trả nhiều hơn món tiền khổng lồ như vậy cho việc thám hiểm không gian, trong khi trên thế giới còn có hàng triệu người nghèo khổ cần phải nuôi ăn? Space exploration or to feed. D. Anh ấy cần được thương hại hơn là trách cứ. E. Hành động đó cần phải bị lên án, condemned.